Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2020, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến 5 năm 2015-2020. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban về sự tiến bộ phụ nữ huyện, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và một số phòng ban ngành đoàn thể của huyện. Các đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn cùng các cá nhân được biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020. Ôn lại truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên Phạm Thị Khuê khẳng định, phát huy truyền thống Bà Trưng Bà Triệu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu cao phẩm chất anh hùng bất khuất, lập nên nhiều chiến công, góp phần to lớn và thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của đất nước. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, phụ nữ Việt Nam lại một lần nữa kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng của dân tộc, luôn đoàn kết, sáng tạo, tự tin, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Không những vậy, phụ nữ Việt Nam còn là người thắp lửa yêu thương trong mỗi gia đình, lưu truyền, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc 5 năm, phụ nữ huyện Thủy Nguyên đã đoàn kết không ngừng phấn đấu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu là 90 phụ nữ điển hình trong các phong trào thi đua của phụ nữ toàn huyện. Đây là những cá nhân điển hình trên các lĩnh vực mà ở họ không chỉ ở sự nỗ lực trong lao động, học tập, công tác, trong sự phát triển kinh tế, mà còn là tấm gương trong xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh. Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã biểu dương, trao tặng giấy khen và quà cho 90 hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua công tác hội 5 năm giai đoạn 2015-2020. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban về sự tiến bộ phụ nữ huyện, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể chị em phụ nữ toàn huyện nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, đặc biệt là 90 hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đầy hương sắc của phụ nữ trên địa bàn huyện, góp phần tô đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Thủy Nguyên nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh, lễ biểu dương hôm nay không chỉ vinh danh các cá nhân điển hình tiên tiến mà còn là để tổng kết, rút ra những kinh nghiệm để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ngày càng sôi nổi, mạnh mẽ và thiết thực. Hy vọng rằng thời gian tới, công tác hội và phong trào phụ nữ huyện nhà tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật và xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình, những cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua của phụ nữ toàn huyện, xứng đáng với danh hiệu anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang mà Đảng và Bác Hồ trao tặng.